cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say. Dịt mù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu, gặp anh trong phút này làm mừng trong phút này. Khi trên trái còn gây thêm nóng lửa, thì lòng tôi xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhớ. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha. Xin mến chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Trong video clip buổi trưa ngày hôm nay thì cửa hàng tiếp tục lên sóng và cập nhật cho các bác những cái dòng đẩy bãi mới về. Thì tiếp tục trong buổi trưa ngày hôm nay thì cửa hàng có về cho các bác những cái đẩy hai kênh, và đây là thuộc dòng đẩy bãi nhá, thương hiệu của Lắc hay là AVX. Với dòng này thì nó đều là máy xịn của USA. Tất cả là máy xịn của USA, và hàng tất cả những cái cầu loa này về còn zin luôn, tất cả zin đét luôn. Và con này thì hiện tại cửa hàng có test cho các bác là đánh ở con phía dưới cùng. Đấy, đánh bằng đánh mộc đấy. Đánh mộc thì các bác thấy là những cái dây 3.5 kết nối điện thoại và sử dụng jack Newtrick. Với dòng sản phẩm này thì nó ở ngưỡng phân khúc cao nhé. Em tiếp tục có lô hàng cao. Con này thì có thể đánh dòng full đôi, dòng phun đôi 40 hoặc 30 các bác đánh ok căng đét luôn, với công suất của 1000W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm. Và tất cả máy móc thì các bác thấy là từ về sườn này, từ nhũn ốc này, đấy, còn rất là đẹp. Cái lô hàng này về phải nói là em tuyển chọn rất là kỹ càng và chi tiết, nên là nó được về mọi mặt luôn. Về tính thẩm mỹ thì con này thì hoàn toàn đẹp, rất là đẹp luôn. Nó có một cái mặt phay nhôm, các bác thấy là mặt phay nhôm của nó trên nền này, các bác thấy là em quay rất là bình thường bằng chiếc điện thoại, các bạn thấy nó cái mặt khuôn nhôm của nó dày đét luôn và rất là đẹp. Và máy trong tình trạng thì còn nguyên lưới chắn bụi này, và tất cả những cái đèn hoặc chén áp vẫn ổn định ok, hoạt động ok cho bác. Đấy thì bác nào mà cần đánh những cái dòng loa công suất lớn, hay chúng ta đánh những cái dòng hai cặp hoặc là những dòng phun đôi 4 bát thì có thể sử dụng con này, tiếng cực hay luôn. Và với Lắc hay là AVX, nó là thương hiệu của Mỹ và rất là nổi tiếng luôn. Và đặc thù là những dòng đẩy nó làm rất là chi tiết, các bác thấy nó làm rất chi tiết nhé, đẹp từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Và con này tụ phẳng đét, linh kiện thì hoàn toàn linh kiện cắm chân hết nhé. Đấy, nó sẽ có cầu chì bảo vệ ở ngoài này. Đấy, và những cái cầu chập kênh này rất là đẹp, con này phải nói là xuất sắc luôn. Và máy thì chạy hoàn toàn máy KE và sử dụng mạch class H nhé. Con này thì quạt cảm biến này, các bác thấy là linh kiện dày chi chít luôn, và hàng zin đét các bác nhé, hàng này hàng zin đét luôn. Các bác thấy rất là nhiều phần tiền khuếch đại của nó rất là đẹp luôn, nguồn to và 4, 8, 6 tụ là nguồn to như luôn đi. Đấy, và con này thì nếu mà chắc chắn các bác khi chúng ta nhìn những cái con đẩy này chắc chắn là rất là ưng rồi. Bởi vì là thứ nhất là chúng ta được công suất, thứ hai là được cái máy nó đẹp này, không phải lúc nào cũng có máy đẹp này các bác nhé. Và cũng phải tuyển chọn rất là kỹ càng, mặc dù là cái giá thành thì sẽ để cho các bác một cái giá rất là hợp lý. Rất là hợp lý, chúng ta có thể chơi những cái dòng phun đôi, hay là đi sự kiện đánh loa kẹo kéo, hay là cho thuê những cái dàn âm thanh. Thì đòi hỏi là những chiếc đẩy nó phải đẳng cấp, nó phải xịn sò và nó phải mới, đẹp, hàng bãi qua sử dụng rồi nhưng nó vẫn còn rất là đẹp. Đấy thì cứ bác nào cứ mua hàng ở bên cửa hàng em thì các bác biết là em làm rất là cẩn thận luôn, và em tuyển chọn rất là cẩn thận luôn, ngay cả vấn đề trong quá trình đóng hàng cho các bác em đóng rất cẩn thận. Và rất là nhiều các bác khách hàng mà hỏi một lần thì vài hôm sau hỏi thì cái lô hàng lại hết luôn, thông báo các bác là như vậy. Nên là nếu các bác còn đang phân vân và lăn tăn thì các bác có thể tham khảo nhé. Hàng em bán rất chuẩn chỉ về giá luôn, hàng giá rất là tốt, Technology from USA. Thì một con đẩy nó đạt rất là nhiều chỉ tiêu, những chiếc đẩy bãi xịn của Mỹ, và thứ hai là những chiếc đẩy công suất lớn,
Thứ ba là những chiếc cục đẩy mà nó có hình thức đẹp từ nội thất lẫn bên trong lẫn bên ngoài, đủ 3 chỉ tiêu để các bác đánh giá. Và đây là cái này là băng dính thôi nhá, đấy băng dính này. Đấy, băng dính khi hàng về thì nó sẽ quấn bằng ba lết đấy, cạo rồi hết đó nhá. Thì con này nó đẹp tới trên 90%. Và với mức giá thành để các bác đầu tư những cái dòng sản phẩm này, nếu mà các bác mua những con này hàng mới thì giá trị quá là cao rồi. Và ngay các bác mua những cái dòng này của các đơn vị khác bán thì giá rất là cao. Và hiện tại cửa hàng về cái lô này đẹp tiếp tục bán nhanh cho các bác với giá 3.200.000. Giá này thì em báo giá tại cửa hàng, hàng đẹp long lanh xuất sắc, bao zin bao đẹp cho các bác. Các bác có nhu cầu mua hàng có thể alo trực tiếp tới bên kênh qua số máy cửa hàng là 0396855 89. Cảm ơn các bác đã tham khảo những cái video clip của bên cửa hàng, và rất mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Ok, xin chào, hẹn lại các bác.